nhá, ở buổi chiều nhá, ở trong dinh Thống Nhất nhá, thì ngoài ví dụ là người ta bớt một cái số, một cái diện tích dư thừa đó mà, thì người ta làm sân tennis này, đây là quán cà phê này, anh nhớ, quán cà phê thì là ở cái ở đây ấy, là cây cối nó rất là nhiều, cho nên sáng thứ bảy, sáng chủ nhật anh ra nhá, là gọi là cà phê 34, anh vào Sài Gòn thì nói ai cũng biết hết, là đông đặc người luôn, thì chỗ này chỗ để xe ô tô, xe máy nó nhiều, nó thoải mái. Đấy, thành công là nhất là sáng chủ nhật và sáng thứ bảy thì đông đặc người. Vâng. Ở đây cái này của anh ấy, thế còn rẻ hơn bên em nữa kìa. Vâng. Em biết không, cái này là coi như là một năm của anh có chuyến 300 chưa đến 7 dạ. triệu. Chưa đến 6 triệu, khoảng hơn 5 triệu thôi. Một năm chỉ khoảng hơn 5 triệu. Thế có rẻ hơn không? Ngày nào mình đi cũng được mà đi thoải mái. Nhưng ở bên kia ấy, bên này rẻ lắm. Ở bên nước ngoài ấy, một số anh ấy sân thì nhiều, sân tennis thì nhiều, nhưng mà người nhặt banh thì không có. đúng rồi. Thì không làm sao chán lắm. Không, ý anh nói là khi vào gym này rẻ lắm. Dạ. Vào gym này tập rẻ lắm. Một năm anh mua một năm có khoảng 5 triệu thôi, hơn 5 triệu tí. Một tháng có mua có khoảng hơn 400.000 rẻ. Ở đây bọn em đánh tennis kiểu đánh đèn ấy, kiểu đèn ấy, thành công nó tính tiền điện thì đắt hơn là ông đánh buổi trưa hoặc ông đánh buổi sáng, anh hiểu không? Đúng rồi, thì mất tiền điện mà. Anh có cái dàn đèn này. 5 giờ trở đi là bật. Nói chung là đến độ tuổi anh em mình cũng phải chơi một môn thể thao rồi đó. Chứ mà cứ ngồi không. Đúng rồi, chẳng may là coi như là không chơi thể thao là tắc nghẽn phát là nó nếu mà đi được như ông Hoan Hoàng Văn Hoan thì là tốt. Dạ. Không? Nó ngọt nghẹo nó cứ nằm ở đấy, vợ con hầu nó khổ nữa. Em hiểu không? Anh thấy không, ở trong cái khuôn viên Dinh Thống Nhất cây cối quá trời. Hay quá. Ngày xưa là hơn 20 năm trước anh về đấy là nó đâu như này đâu. Ở trong này toàn những cây quý anh ạ. Người ta bảo quản tốt. Thế này ở phía ngoài ấy, là cái đường Huyền Trân Công Chúa. Cây rất nhiều. Toàn cây lớn này. Người ta đánh số thứ tự rồi. Ví dụ cái cây này số thứ tự bao nhiêu để người ta quản lý mà anh. Những cái cây này ví dụ ở rừng nhất. Mì em với Sài Gòn ở trong Nam nó không bão như ngoài Bắc, em phải không? Đấy. Cây ngoài đường ấy, còn ở bên trong trong dinh nhá, anh thấy không? Cái cây nó lớn không? Nói chung là bọn nó bảo vệ cây cối nó phá hết. Ở đây người ta có ý thức bảo vệ cây cây lắm chứ, anh hiểu không? Nhưng mà ví dụ như khi làm đường mà cần thiết thì cũng phải chặt đi thôi, sau đó người ta trồng lại. Đấy. Bọn này bọn ngu nói gì. Cây cối đây là nói trồng nhiều lắm. Đấy, ở trong này cây cối nó nhiều cái, nó mát. Nhiều cái cây mà nó quá lâu năm thì nó sâu mọt thì người ta cũng phải chặt đi, em hiểu. Đây những cái cây anh thấy quá to luôn. Nó ảnh hưởng đến tai nạn giao thông, tai nạn. Ở bên này nó cũng chặt đi chứ. Nó to quá thì nó phải ấy thôi, hoặc là người ta xem những cây nào nó mục ruỗng ấy, người ta phải bỏ đi. Bây giờ thế. Còn những cái cây này to mà nó chưa ảnh hưởng gì thì một năm người ta anh bảo vệ những cây cao này đấy, nó phải xèo đi đấy, anh cho người ta tỉa cành. Tốn kém lắm, em biết đâu, lại hàng năm này có một đội mà đi cắt cành nhá, em hiểu. Cắt cành nhá, tỉa thiết cái thứ chứ đâu phải gì đâu. Trồng là một chuyện nhưng mà còn chăm sóc cây. Dạo này mẹ sân mình lười nhá. Đến 5 giờ mà không ông nào ra, dạo này phong trào thể thao coi như teo rồi sao. Mấy bố bây giờ chắc là uống bia nhiều quá. Thấy dạo này có sân 10 người mà bây giờ cũng 2 ông. Đánh gì?
gọi ra ngoài gọi cho lấy phong trào chứ còn tập thì mới bố à? Không, nó cũng hay, ví dụ mình nhiều khi đánh xong đấy mấy ông chạy tí mà đánh xong anh hiểu không, có những người nào thích uống bia uống rượu lại sang làm mấy bé 8 giờ ngồi chứ khoảng 10 giờ về, ví dụ như hạn như anh thích như em thì em không có một đặc biệt này, em không dị bia rượu được, anh hiểu không? Vâng, bia rượu coi như em một giọt không được thì như máu của mình đâu. Thành công thỉnh thoảng vui vui thì em mới ngồi thôi, chứ còn mình đánh xong mình về đánh khoảng đó. Trong thế này mà này mà tính ra tiết kiệm được một năm khối nhỉ? Vâng, đúng không? Uống bia uống rượu mà thuốc lá mà không ấy một năm là khối luôn. Không, nhưng mà em nói anh nhá, ở đây thực tế là bây giờ Việt Nam mà cái chuyện mà bia rượu thì người ta không tính thành tiền, kiểu gì uống được anh ạ. Ít tiền thì uống ở cái quán vỉa hè, mà nhiều tiền thì uống ở khách sạn, ở quán sang trọng. Thì ý anh nói là nếu là mình mà không nghiện bia rượu thì cũng một năm cũng để ra được một khối. Chẳng ai tính, nói chung là nó chả đáng gì. Không, mỗi thứ cộng vào một tí là mình làm kinh tế là nhiều lắm em ơi. Đó. Ôi, anh ấy em ít người cũng phạt mấy quả cho ra mồ hôi. Ok nha em. Ok, chào anh nha. Bye. Ok.